Xin chào toàn thể đại gia đình nhà mình, cùng một đầu tháng mới xin cung chúc cho tất cả anh chị có thật là nhiều sức khỏe, vạn sự luôn được như ý, cũng như là luôn được hạnh phúc và bình an bên gia đình và người thân. Và trong video đầu tháng ngày hôm nay thì xin được gửi đến anh chị mình hai tác phẩm vô cùng là tuyệt vời, trên chất liệu là gỗ hương tang Gia Lai. Và với tác phẩm này thì anh chị nào tuổi mùi tức là tuổi dê thì thật sự là nên sở hữu cũng phải cho chính bản thân mình, cho gia đình mình một tác phẩm rất tuyệt vời luôn anh chị nhé. Và đến với hai tác phẩm nhất dương ngày hôm nay thì em sẽ là đánh mã số là mã số 1 và mã số 2 để chị mình có thể là dễ dàng cân đối. Đầu tiên đến với tác phẩm là mã số 01 của bên em, một tác phẩm nhất dương kim tiền. Và với tác phẩm này thì em có thiết kế kèm một chiếc kỷ nghỉ đỏ cực kỳ là đẳng cấp và sang trọng luôn, với tổng chiều cao không tính kỷ là 58. Và với chiếc kỷ này của bên em là cao 10cm này, có tuyệt vời luôn phải không ạ? Chiều cao không tính kỷ là 48, ngang 42, chiều sâu là 18 cho em. Và với tác phẩm nhất dương này thì cực kỳ là khác so với những tác phẩm mà trước kia bên em làm. Đó chính là từ cái thần thái này đến cái đôi mắt thôi cũng rất là cuốn hút người nhìn phải không ạ? Chúng ta chỉ cần nhìn một hai lần vào cái đôi mắt của chú nhất dương thôi là cảm thấy cũng rất là siêu lòng rồi. Và một cái vẻ đẹp được toát lên với một cái thần thái vô cùng tuyệt vời mà những người nghệ nhân, những người thợ tại tượng gỗ Sử Nguyên Hồng của bên em đã dành hết những cái tâm huyết, dành hết những cái giọt mồ hôi cũng như dành hết những cái tay nghề của mình để vào trong tác phẩm này, hòa nhập vào nó để làm nên một cái tác phẩm đẹp. Đấy, chị cùng ngắm nhìn tổng quan cho em đây. Bác nào ngày hôm nay mà chốt tác phẩm này cho em thì em sẽ là để mức giá rất là êm ái luôn. Em xin thông báo lại một chút về chiều cao kích thước ạ. Vâng, cao không tính kỷ là 48, cao tính kỷ là 58, ngang 42, sâu 18. Và xin phép với anh chị mình mà đầu tháng mới thì em chiên tác phẩm này với mức giá chỉ là 5.800.000 đồng thôi ạ. Vâng, 5.800.000 đồng đấy. Và chắc chắn là hôm nay mùng 1 bác nào mà chốt tác phẩm này em sẽ ra lộc cho anh chị mình cực kỳ là sâu luôn, và tặng kèm một chiếc kỷ ở bên dưới nữa phải không ạ? Và tiếp theo đến với tác phẩm mang mã số 02 trong video ngày hôm nay sẽ là một tác phẩm nhất dương với kích cỡ cực kỳ là to đẹp luôn. Vâng, với những cái phôi gỗ ấy, ôm đá tự nhiên này thì em khẳng định các bác mình là mọc trong rừng già rừng sâu rất là lâu năm rồi, thậm chí đến cái liên đại hơn 100 năm tuổi anh chị ạ. Và cũng cùng được chế tác trên đôi bàn tay của một người nghệ nhân, cho nên là từ cái thần thái này đến cái ánh mắt của chú dê em đầu tư rất là nhiều vào công đục này. Đấy, không chỉ đẹp ở gỗ, đẹp ở đường nối đục mà cái tác phẩm còn toát lên một cái thần thái cực kỳ là tuyệt vời. Với những tác phẩm chú nhất dương thì ngoài dê là một loài vật rất là lành tính này, cũng như là rất là hiền lành, sẽ phù hộ cho anh chị, phù trợ cho anh chị mình trong con đường kinh doanh buôn bán được thuận lợi hơn. Đấy, bớt đi trắc trở, cũng như là phù trợ cho anh chị mình trong cái việc cầu tài, cầu con, cầu cái này. Con cái của mình cũng sẽ được học hành thông minh hơn, ngoan ngoãn hơn, nghe lời ông bà cha mẹ phải không ạ? Với cái phôi gỗ này thì đặc biệt hơn một chút xíu đó chính là hàng ôm đá tự nhiên này, cho nên là cũng sẽ rất là giá trị và chắc chắn với chị mình là phôi gỗ cũng rất là già rồi. Em xin thông báo một chút về chiều cao kích thước của tác phẩm mang mã số 02. Với chiều cao tính cả kỷ là 79, chiều cao không tính kỷ là 69, ngang 40 và chiều sâu là 40. Tác phẩm số 2 thì em đang giao lưu là 9 triệu đồng thôi ạ. Vâng, 9 triệu đồng cho một tác phẩm to đẹp như này. Và hôm nay đầu tháng mới chắc chắn là với một trong hai tác phẩm này, nếu như anh chị Bình Hưng em sẽ ra lộc trực tiếp cho anh chị mình luôn. Và anh chị nào đến trực tiếp tại cơ sở thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái phần quà nho nhỏ cho anh chị mình. Đấy, để hữu duyên với một trong hai tác phẩm. Và em gái cùng nhá, rất là cảm ơn anh chị và các nhà mình đã theo dõi hết video ngày hôm nay của chúng em. Và nếu như anh chị mình đã thật sự là thiện chí rồi thì có thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp chúng em qua hai đầu số hotline rất là quen thuộc là 0971336318 hoặc 0789336318 anh chị nhé. Và đừng quên ấn vào ô đăng ký kênh và kích vào phần quả chuông để có thể là cập nhật những cái buổi phát sóng livestream và những cái video mới nhất của bên em. Xin chào và tạm biệt anh chị nhà mình ạ.